Chào tất cả mọi người đến với video của mình nhé. Hiện tại em đang có một bộ gõ đỏ Nam Phi. Tên khoa học mới là gõ gõ Ecop anh em nhé. Hiện tại thì cái tấm này thì nói chung thì em đăng cách đây cũng mấy tháng rồi. Nên là nay em đăng lại. Nói chung này thì giá em thanh lý thôi. Giá em thanh lý là 620 triệu nha. Cái này là em xuống còn 620 triệu. Cho anh em đến xem tận nơi em sẽ có fit nha. Hiện tại thì tấm này kích thước nó đang là dài 6m60, dài 25 và rộng là 2m4, rộng là 2m4 nên nhé. Hai này là phe cạnh tự nhiên nhé. Đầu bên này thì nó vẫn vuông. Đây, để em quay sơ qua cho anh xem nhé. Hai này đều là vân tự nhiên 100% nhé. Hai này bao đẹp cho anh em luôn. Đây, đang phe cạnh tự nhiên. Đấy, anh em có thể nhìn được vân sắc nét của nó nhé. Rất đẹp luôn. Đây. Còn lỗi thì đây, lỗi thì em sẽ chỉ cho anh em xem nha, để em qua hướng này nha. Đây, tấm này thì lỗi nó chỉ bị đúng một đường dăm ở đây này. Đấy, một đường nhỏ ở đây thôi. Để em quay xung quanh cho anh xem nha. Tấm này nó phe thì nó rất là ít đi. Hiện tại tấm này thì nói chung em để là gần một năm rồi anh em nhé. Gần một năm mà vẫn rất đẹp luôn. Nếu mà tấm này em làm lại phun bóng thì rất đẹp luôn anh em ạ. Kích thước của nó là 6m60 nha, dài 25, rộng là 24 nha. Anh em có thể nhìn hướng này nhé. Vân này đều là 100% là tự nhiên nha. Đây, bên em cũng có khoảng cơm rồi nha. Anh em mà thích thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0789 569 779 nhé. Hoặc là gọi Zalo trực tiếp là 033 33 8719 ạ.